Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với map Conquest of Heaven and Hell. Như các bạn đã biết thì cuối phần trước mình đã đánh bại được con Molech này. Nhưng mà điều rất là tiếc là mình đã cho chạy mất. Đây là một điều mà mình khá là bất ngờ. Bởi vì từ đầu đến giờ cái map này thì chưa có một tướng nào chạy cả. Một điều rất đơn giản là bởi vì cái thành trong map này thì không một thành nào có Taven. Đó. Nên tất cả các thành trong ngoài hầu như đều không có Taven hết. Vậy cho nên là mình không nghĩ là nó chạy được. Xong đùng phát cuối cùng thế nào nó chạy, mình cũng chủ quan, cũng đeo con xích vào. Đấy, để xem là liệu có thành một Taven không, nhìn kỹ lại xem mà. Mấy cái thành xương không có rồi. Thành, à đây thành ngày có này, từ từ. Đây, đến thành ngày mới có cái, đến thành ngày mới bắt đầu có Taven này. Đó. Đây. Đến cái đất Devin mới bắt đầu có thành Taven, thế cho nên nó chạy được, nên mình thôi. Trận này mình cũng dễ, thế nên là mình thôi mình đánh lại cho nhanh, không cho chạy. Thì thật sự là thì nó khá là dễ. Thế thì đây như này đó. Bộ này dòng nghìn máu ấy. Đó. Đó, dòng nghìn máu ấy. Bây giờ là còn có 5 slot, mình sẽ lấy 25 con chim lửa. Đó. Rồi. Đây, đeo xích vào. Cầu đen cung này. Đó. Cái gì? Moran trừ 2 đây. Rồi, Moran về 0. Ok. Đã chơi rồi. xem có sót cái gì không nhỉ? Đủ rồi. Molech. Nói chung là trận này thì cũng tương đối dễ. Theo mình nghĩ là tương đối dễ. Prayer lên. Ok. Rồi. Ok. Ăn tìm mà giết con này lại. Rồi. Rồi, ok. Fog Field. Lắc kìa. Thằng tí magic tiếp con lick lại cho yên tâm. Ui, phải lắc nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ cứu một con chim lửa. Rồi, thế thôi, đơn giản. Map này thì không đánh đấm thì mình thấy cũng không phải là quá khó, nhưng mà cái việc mà di chuyển quá nhiều ấy. Xem rồi, ok. Rồi,
Đó. Vừa đủ lực đẹp luôn. Rồi, thì con này đánh xong Molex rồi, sẽ mở cái quét này ra. Thiếu đúng hai nước phí đấy. Đây là có hai món đồ rồi. Đây xem nào. Đường này xem nào. Đường này đi lên có một tướng với một thành. Ok. Xem nào. Tướng ở bên phải, thành ở bên trái, thành ở trên hàng này. Con này lên khoảng 60 độ ở bên tướng ở trên này, thẳng cái mép vào biển này lên. Ok. Đây, nếu mà theo đối chiếu thành chắc là khả năng ở chỗ này, còn tướng nó thẳng chỗ này lên. Đây, khả năng ở cuối đường này. Vậy là tức là bây giờ mình sẽ lên lấy cái thành trước, xong rồi sang đánh con tướng này. Thành này không có tướng này, mà chỉ cần lấy thành này xong cho tướng sang thôi. Thành trên này không có tướng này, nhưng mà vướng khung thôi. Mình sẽ đi sang đây. Ok. Từ từ chờ mình chút xíu. Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Xem ngoài nhiều không? Có bọ đánh không? Nếu mà xem bao nhiêu con nào. 1.000. À mà con này theo mình mà. Tưởng bọ đánh cho tướng đánh hay không thì mình sang tướng này luôn. Vậy thì con này theo mình à? Thế con tướng này bây giờ làm gì? Đi theo đã. Đi theo xem một quân nào đó. Từ từ xem này lấy thành không. What the hell? Thì nó cứ bé bé. Xách lửa, cầu lửa luôn này. Ngon. Úi dồi, đang định hỏi chẳng lẽ không có nọc canh, có cái bẫy ở đây luôn này. Đây hay đây? Đây à? Và xem nó bẫy gì. What?
Ơ sao lại? Ôi ôi, hai cái bẫy luôn ạ. Xem nào, xem có gì nào. Ôi ôi ôi, 10.000, 70.000 con này. 35 máu, 70.000. Bộ lick kia là được bao nhiêu nhỉ? 70.000 con này, ok, chạy tướng thôi. Bộ lick này là 15% của skin Necromancy này, cũng không đáng kể lắm, gọi là được 15%. 70.000, 7.000, 7.000 với cả 500 nữa là khoảng 10.000 con. Ok, thôi cũng được. Bây giờ con này xem vào. What the? Nhiều tiếng hơn, địa cục rất là lớn thôi. Chạy thẳng thôi. Ngon. Xin một cái spy. Chạy lên à. Xin the spy. Ok. Con này 3.000 nữa. What? À con này không có logistics. Con này không có logistics. Thế thì con này từ từ về đây xem nào. Triệu hơn không đủ tiền này. À 200.000 up luôn. 400 để lại 1 triệu thôi. 404. Cái này up khoảng 300 lên. Đó là 1 triệu thôi. Đủ chưa nhỉ? 1.800.000. Còn thiếu bao nhiêu? 900.000. 1.080.000 đúng không nhỉ? Còn gần 200.000 nữa. Vẫn thiếu. Còn thiếu 80.000 nữa. Nào, thêm nửa này đi. 500. 500 mày nữa luôn. Rồi. Ok. Thành gì nhỉ? Thành cuối cùng thì phải. Cinder Spy. Cinder Spy này. Đó. Bây giờ thì Defeat Legend. Được, chưa ăn nhà ngựa. Để muốn biết.
tiền tiết kiệm tí. Rồi. Creator. Trên đây còn rẽ hai đường nữa. Ba nghìn một trăm mười hai. UC Legend ahead. Bạn nhìn thấy Legend đằng trước rồi được. Ok. Orange Monolith One Way. Legend. Rồi ok. Legend đây. Hết Satan, nói chung là đánh bại Satan. Lại Satan. Button. Satan tiếp.
được bao nhiêu? Level 65 rồi, ngon lành rồi. Legend. Con này không quân bắn đúng không? Thế thì chỉ cần này thôi được rồi. Thế này thôi được rồi. Ô, con này cộng 1 Moran được à? Sick kìa. Đen cung vàng cộng 1 Moran rồi. Thì bây giờ loại bỏ Moran đi. Còn cái nữa là trừ cái gì bây giờ? Trừ của địch đi nhỉ? Trừ mẹ Moran của nó đi. À không được, trừ Moran nó cũng bay trừ lắc rồi. Giảm lắc xuống. Trừ Moran đi cho mất lượt đi. Red Butter What? Nào. Sáu mươi nghìn con chó và 10.000 dòng Azure Legend. Ôi, con này có cả tập tích cơ. Con này cả tập tích cơ. Nhường đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Vừa đủ. Vừa đủ. Ok. Rồi. Anti magic phát đã. Rồi. Rồi, ok. Đó, bây giờ thì Legend. Để một ghét. Hades. What? Up được luôn á? Ô, sẽ có 600 tiền, nghìn tiền này. What the hell? Ngon. Hiện lại có 600.000 tiền. Tự nhiên lại có 600.000 tiền.
Rồi, ok. Đây có một thằng tướng này. Gì đây? Abaddon. Demon. Từ đây xuống đây. Ôi ôi chạy. Ôi ôi chạy. Xa thế. Đất này có cái gì đây? Tiền này. Đất này xa thế. Xa thế. Ôi rồi bảo sao. Nhiều quá, nhiều khi lu lẫn thế. Cứ phải thay đưa ra đồ liên tục này, nhiều lúc lẫn đấy. Đó. Lên đây. 6061. Thiếu đúng một tí ạ. À. 6061 làm sao mà đủ. Thiếu đúng một tí luôn. Đến đây là bao nhiêu? 5920. Sẽ thiếu đúng một tí này nhỉ. Phí thế. Ôi xa. Thiếu đúng một nước. Sao cho đi nhanh hơn tí nhỉ? Phí thế. Ở đây thì có phải ngon không? Dạ, ở đây thì coi như đến được này. Thôi coi, ok, thế coi. Một nước. Phí thế, thiếu một tí nước này. À, cái này chỉ có tác dụng trên đất cái ấy thôi, còn đất này nó vẫn thế. Đất này thì nó không bị trừ. Đất này thì nó không bị trừ cái nước chảy, nó không cần. Khoan từ từ, mình xem à. Từ từ, từ. Thiếu một nước rất là phí. Để xem cái này cộng là 400 này. 1, 2, để xem vào đây à. 400 mà trừ đi 2 mana 2 lần hồi thành thì cũng hết à. Thôi kệ đi. Hơi phí nhưng mà không sao.
What the? À con này qua tuần còn bị trừ đi thêm nữa. Xem đây có thành không nhỉ? Có thành con tướng kia đỡ phải chạy. Lại không có thành cái nào có tướng thôi. Con này vẫn phải chạy bộ. Ghét nhỉ, nó không cho con nào. Dracula. Có logistics khó chịu thật. Ôi, không cầm lick à, cầm rồng mà bằng con này cầm lick phải. Ôi, còn xa lắm. Xa lắm. Đến đây. Cũng đến đây. Bây giờ coi như tướng đứng im hết với nhau đấy. Đi lên được rồi này. Ôi, tôi nói nó xa. Nó xa đến chỗ này à, đến chỗ này, con này cũng đến chỗ này. Con này chạy ngang nhau thế nào nhỉ? Con này 3,000 rồi, con này 3,000. Nước sau thì nó nhanh hơn rồi. Phải đi xuống à, chỗ đây có gì đây? Cụt đường rồi. Sorry. Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Thứ 6, thứ 7, thứ 2 đến đây vừa đẹp. Hai con tướng xong không đến kịp rồi.
xe máy đến đâu. Đến đây này, đi đến chỗ đen này này, chỗ đen này, tiến trước một bước. Ok, lúc đầu tiên là tướng nó là rồng Azure với cả Magot, sau là rồng Azure với cả chó ba đầu, sau nữa là rồng Azure với cả đèn môn, bây giờ khả năng là giống Azure với cả Pit. Trời đất, không biết đến cái con tần đèn mấy con đấy thì không biết làm như nào. Ok, đèn môn này tỉa, khả năng là con sau con này khả năng là đến Pit thần đèn rồi, chưa kể chắc là đến Devin nữa xem mà. Đèn môn là thần đèn, Pit thần đèn, Devin ba con, để xem có đúng ba con nữa không. Đây một con này, trên này một con này, đây một con nữa, ba con nữa, bốn con, ba con nữa, đúng ba con nữa đây. Trên này một con này, đây một con, đây một con, đây thôi chết rồi. Đánh Devin với thần đèn, nó một thân nó chui vào được thì không biết xử lý thế nào đây. Không biết là sẽ xử lý thế nào đây. Đâu nhỉ, đây cứ đi thẳng thôi. Vừa đẹp, mai ăn được cái stable. À, hai con này không có logistics thì 3 ngày nữa ông đến nơi. Vãi trưởng. À, đến 2 tuần chưa nhỉ? Chạy sang đây đã mất 2 tuần chưa nhỉ? Vãi thật sự luôn. Sao có mỏ đá đây, không có mỏ gỗ đây nhỉ? Nồi, cristal, cám, đá là những cái gỗ. Thế mới hay. À, gỗ là tít cho này. Ủa, sao gỗ vứt một bình nơi này? Quân này. Không phải đi xuống nước à? Ok. Sẽ mỏi tinh thần này, sẽ có mỏi tinh thần đây này. Ôi, ở đây toàn mỏi tinh thần à? Ok. Thank you.
Xa thế. Con này thật ra là không biết được bao nhiêu con nhỉ. Nhiều nhiều thì cho. Rồi, nhiều lắm. Ủa, ở đây phải tuần nữa đến nơi được. Sợ thế. Rồi. Xem mà. Bỏ thiên thần này. Bỏ thiên thần này. What hell? Hy vọng cuối tuần kịp chạm cái này. Ngày thứ 7. Ôi hồi, thế thì không phải rồi. Đây xem nào. Sáu rồi. Ok. Swam à.
Úi giời, theo ngay. Theo ngay mà. Ba trăm con. Đâu? Đâu thế? Bây giờ thì cái map này vẫn phải cày mò tinh thần để buồn cười thế chị. Game bao nhiêu? 88.000. Bây giờ còn có, ôi dồi, lại 2 triệu tiền rồi. 88.000 thì up thôi. Lại có thêm một đống tinh thần nữa, ngon. Thám tiến lên đây còn hơn. 423. Nhà này được cộng 400 một tuần. Thám tiến lên đây hơn. Mai đánh xong lại về lấy bóng ngựa sau. Tội gì mà phí đúng không? Xem mà từ đây ra đây là bao nhiêu? 1.700 thoải mái. Thoải mái mà. 1.700. Rồi. Mai mở cửa ra cho nó vào đánh thôi. Đánh con này xong rồi con này bắt đầu chạy. 3.000. Đến đây là mất 4.100 thì thà đến đây hơn. Rồi. Thế mới nhanh được các bạn ạ. Lúc nào phải có thằng dình quét. Giờ chuyển quân cho đây. Rồi bây giờ là về tiếp thành Demon Gate xong phi lên. Trời ơi, ôi thành. Cầu đen này, xích này, cung này. Moran đâu? Moran là bằng 0 à? Moran bằng 0. Moran dương à? Thế thì đeo cái này vào. Đeo tiếp cái này vào. Rồi loại bỏ Moran đi. Đấy, nó tí nó bị trừ Moran thì vui này. Demon speed 6 trên đất nó 7 à? Hay tách nhiều nhiều vào tí nhỉ? Thôi, thế thôi. Úi giời.
nhường. Ôi trời, chết rồi. What the hell. Hỏng rồi, nó có cả con này nữa. Ôi công 119. Ôi 74 nó bắn phát khéo chết luôn con này anh nhỉ. Thử xem nó bắn phát chết con rồng không. Thử xem nào. What the hell. Đơn pháo thì sao mạnh thế nhỉ. Ôi chuối. Chuối. Chuối cả này. What, sao mình vẫn cứ trừ một ăn. Ôi sao mà bằng trừ 2. À, con này có đồ trừ một ăn rồi. Căng rồi. Con này là có đồ trừ Moran rồi. Speed 13 này, Speed 19 này. Giờ tách ra. Bắn con này, hai con cùng bắn con này. Speed 6. Về nhường lượt đi ạ. Đúng rồi, giờ mới tách ra. Mười ba. Đừng có bị mù đúng lúc là được. Đầu tiên là cắt mít lên. Ôi giời, phải mò đàn không mà vui quá. Rồi, ơ, sao lại mất 7.000 ba lít? What, nó làm cái gì mà sao mình mất 7.000 ba lít? What the hell? Mình bị mất 7.000. What the hell? Chả hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Abaddon nè. Trên này có một thằng tướng này. Có thành không? Ôi hồi chạy này. Ôi hồi chạy này. Galahad Home. Từ thành này. Bây giờ nếu mà dùng phép hồi thành Galahad là mất 200 này. Xong rồi hồi thành kia mất 400. Bây giờ hồi thành mất 200. Nhưng em sao là cộng 400. Vâng, hồi thành Galahad đi. Ở đâu phép hồi thành rồi. Thêm môn ghét. Thằng nào gần ta? Đây gần nhất là thành Demon Gate rồi. Nào phi nào. Đi dò đường trước đã. Rồi, bây giờ hồi thành Demon Gate. Súng lửa nào cầm nhỉ? Hồi thành cầm à? Được.
Demon Gate. Ok. Sách lửa. Hai cái chắc vật phẩm nhiệm vụ chứ nhỉ. Vì phép lửa hầu như mình có hết rồi, thử xem nào. Phép lửa có hết rồi, chắc kia hai kia là vật phẩm nhiệm vụ. Ôi trời, lại quên. Ai trí thế. Kinh. Xem mà phải cái đồ gì không cần thì bỏ hết đi. Đồ kháng phép này. Ồ. Lắp được bộ rồi đấy. Một bộ thôi, còn mấy cái này vứt đi. Một đều đều vứt đi. Một cái này vứt đi luôn, thừa một cái mặt này, thừa cái nhẫn này, thừa khiên này, nhẫn nữa này. Mặt nữa này, bộ thứ chỉ cần một thôi. Cần nhiều quá, chẳng giải quyết vấn đề gì. Vòng mấy gì thì chưa ghép được bộ mấy gì luôn. Mặt nữa này. Giày kháng phép nữa này. Áo kháng phép. Thêm một cái vòng kháng phép nữa lại đủ bộ nữa đấy. Dạ. Yeah. Thôi nhưng mà có một bộ, một món rồi. Chỉ cần một món thôi, chỉ cần quá nhiều. Eagle Eye. Sợ sau là vật phẩm nhiệm vụ ơi chứ. Chỉ sợ sau là vật phẩm nhiệm vụ thì vỡ mồm phết đấy. Thôi. Cho là cầm thôi, không không xóa tướng. Xóa tướng sau thiếu cái thì mệt, mệt lắm. Khiên Titan. Kiếm Titan. Áo Titan, mũ Titan, đủ bộ Titan luôn này. Con này là đủ bộ Titan rồi này. Đó. Bộ dòng, mấy cái dòng lẻ tẻ này thì chắc là cũng đủ bộ ấy, nhưng mà thôi ghép vào làm quái. Con dòng bẻ xuống khéo đủ bộ luôn ấy. Còn thiếu gì, khiên dòng à? Khiên dòng này, áo dòng này, vòng dòng này, mũ dòng, dây dòng. À, thiếu kiếm dòng nữa, ghép bố vào cho nó gọn nhỉ. Lấy cái kiếm dòng ghép vào cho nó gọn. Bộ máu ấy nữa này. Đó. Về đây, bồi cho gọn đi. Đó, xem là đâu con nào kiếm rồng để đưa cho cầm cho nó gọn bớt đi. Kiếm rồng này. Đây. Đó. Đấy, gọn bớt bao nhiêu. Đó. Gọn đi bao nhiêu ấy. Rồi. Ok. Giờ con này đã không biết làm gì, đứng không thôi. À có cách rồi. Thiếu gì cách. Thiếu gì cách để dùng nó. Demon Gate. Ok. Đó. Tiền con này đi trước đã. McLean. Gowen. Cái gì? Push. Đây à? Vẫn phải đi ngang. Phải đổi lên. Ok. What the? Nhà ngựa ở đây à? Ngon lành rồi.
con này. Phi đó. Con này. Phi nốt rồi. Đến đây à? Rồi ok. Ok. Hỏi rồng rắn nhau đi ạ. Ngon. Đi trèo xuống này. Ngựa nữa này. Rồi, xong con MacLean này. MacLean là xong đến con này. Đấy. Lắm nha ngựa thế. Đây à, chạy xuống tí lừa mình chạy lên. Bây giờ chạy lên rồi. Ôi giời, biết thế ra đây rồi. Chim lửa. Ba nghìn tư. Chờ một chút xíu. Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Hmm.
chưa nhỉ? Ồ, có thành. Thế ở đây có thành luôn à? Tưởng có tướng không lại có thành luôn à? Ok. Từ đây thử xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cộng 1.000 nước chảy. Có đáng không? 1, 2, 3, 4. 1.000 nước chảy chỗ này là mỗi ô này là 100. Thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế thì đi cho nhanh. Ôi hỏi là có dòng bớp. Nó dòng bớp từ 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 chơi nó kiểu gì bây giờ nhỉ? Thành. Ôi dồi, thành ông quân. Này chỉ có đánh basic thôi, đơn giản. Lại, vẫn phải dùng đến con này thôi. Cứ càng nhiều quân đánh càng dễ. Càng nhiều quân đánh càng dễ. Ê, chậm thế, có giá có cái logistics phải ngon không? Đây còn dư 72, đúng độ tuần mình ăn được cái này. Đẹp không? Đúng độ tuần mình ăn được cái nhà ngựa luôn. 1, 2, 3, 4. Đúng một tướng logic, đi cái gì cũng khít. Đi cái gì cũng khít luôn. Mày gì có chạy và chạy. Sợ thật. Biết thế từ đầu mình tính toán cái nước chạy thì có phải ngon được không? Có lẽ nếu mà mình đánh lại từ đầu thì mình sẽ không mất đến gần 21 tháng này đâu. Cái gì đấy? Mình sẽ nhanh hơn đấy. Vận tải quân còn đi trước cả tướng. Bên kia nó có logistics nó chạy trước, buồn cười đấy, chịu được. Đến đây đúng không? Đến đây 150. Đến đây là thêm 40 này, 40 với cả 40 nữa. 80 vẫn nhanh hơn tí. Mình sẽ mất nước hơn, nước 200. Chậm quá. Quên đây. Bây giờ con này thôi. Cách rồi.
Có cách rồi. Hết 3 đờ vát. Toàn đứng không hết rồi. Toàn tướng đứng không ngoài bao giờ. Rồi mai không kịp đánh rồi. Nhìn nó biết rồi. Nhìn là biết mai không kịp đánh rồi. Chịu thế. Mất một nước mà. Từ đây nếu đứng đây sang đây mất 100 loại nước này cũng được. Ok vậy đi. Đấy 720. Rồi ok. Từ từ xem nào. Basic thì phải dùng chim lửa. Không có dòng nghìn máu. Thế thì tôi không cần dùng con dòng nghìn máu nữa. Đây 30 con. Bỏ con rồng nghìn máu lại. Mang 30 con chim lửa vào. Rồi ok. Kháng phép. Ok. Ủa lít đâu? What the hell? Ủa con lít đâu ta? What the hell? Con lít đâu nhỉ? Sẽ mất bộ công lịch. Ôi vô lý đấy. Sẽ mất bộ công lịch ta. 21, 26. Từ từ xem mà. Auto save này. Nó sẽ lại mất bộ công lịch ta. What the hell? 21, 25 21, 24.
Ô sao bộ công đức mất bao giờ nhỉ? 21-20 xem mặc sang xem có thể phải từ đầu tuần không? 21-21 này. Mất đấy. Ô sao dị thế nhỉ? Xem cuối tuần trước xem mà. Chạy sang tuần này là bị mất. À đây 21-22 là tuần này không phải. What the hell? Vô lý nhỉ? Vô lý thế. Độ lịch còn đây. Sao nhiên qua tuần lại mất? Sao tự nhiên qua tuần lại mất nhỉ? Ừ mà vì như mình đánh con này không được cộng lick à? What the hell? Từ từ nhá. Đây là... Từ từ để mình xem mà. 20-47. Sao tuần này? Tuần này ngủ dậy là mất lick à? Mất bộ lick à? Từ từ đã, loát này. Auto save đây đúng không? Đây lúc mình mất bộ lick đúng không? Không để ý là nó mất bộ lick luôn ạ. Từ xếp đây là Conquest of Heaven and Hell. What the. Rồi 24-47 xem mà. Sang tuần lại mất bộ lick nhỉ. Mình hình như lúc mình lại đánh con đấy mình không được cộng lick. Đây nhá, bộ lick đây nhá. Có thể báo gì đâu. What the hell? Sao lại mất bộ lick nhỉ? Macklin. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ full đồ? Làm gì muốn đến mức full đồ? Để muốn ghét mà. Làm gì mà đến mức full đồ nhỉ? Mình cũng đúng. Ô, trận đồ mình có được cộng không nhỉ? Vô lý thế. Ôi trời ơi, tự nhiên lại mất cái bộ lịch. Đèn thế. Đèn không để đâu cho hết. Thôi, đeo này vào. Lại bỏ Moran này đi còn hơn. Trừ Moran nó đi. Tờ. Vô lý thật sự. Đèn tê, mất bộ lịch. Đèn tê, chạy lại từ đầu. Đèn ơi là đèn. Đó là cực đấy. Ui lắc nữa rồi. Ôi nhiều thầy thì... Ôi thôi thôi đúng rồi. Nhiều thầy thì mất của lick là đúng rồi. Ôi sụp phun mẹ rồi. Kinh quá. Thế không để ý chán thế. Mất bộ lick ạ.
sorry anh em nhé. Đèn thật sự đèn luôn ý. Chờ muốn kết này. Thế cơ mà. Rồi. Trời ơi, phún cả hòm đồ mà không để ý luôn ạ. Chán thì chán buồn chết. Chán thì chả cả buồn chết luôn. Bây giờ vẫn chưa đủ à. Vòng lắc khiên đạo này. Giày kháng phép bỏ đi. Vòng đi biển. Bớt bột những cái đồ này bỏ lại bớt tạm độ đi. Dòng này vẫn phải để lại. Kiếm thiên thần bỏ bớt lại, đồ titan dư một cái khiên bỏ lại. Ê không mà đen thế, đi khá lâu rồi xong rồi mất bộ. Rồi chạy đi thôi. Đèn quá. Đèn quá. Đèn thật sự. Đen thiệt sự đen. Và tự nhiên thì mất bộ lịch. Quên chưa mang lick theo. Chán thì đúng là không buồn chết thật. Anh em xem đoạn này chịu khó tuôn đoạn sau luôn nhé. Không phải xem đoạn này nữa. Tuôn đoạn sau luôn. Mình sẽ để đường link dẫn
À quên, để cái mốc thời gian đến đoạn sau luôn, để cho anh em xem bỏ qua cái giai đoạn mình đang chạy bộ này luôn nhé. Ôi giời ơi, tuần chết mất. Đó, một lần sai là lấy theo cả dây sai luôn. Okay. Sai một lần đó, tất cả về sau sai hết, đừng cười thôi. Người
2 ngày tự nhiên thành ra tôi ra bao nhiêu. Hôm trước là mình cuối tuần mình đã ấy rồi. Cuối tuần này mình đã đến rồi. Sáu ngày mai thứ bảy. Về bao nhiêu nước đây? 2.300 được, nói chung cũng được. Nói chung là vẫn được. Lửa này, lít kìa, bỏ con rồng nghìn máu lại, 30, nhưng mà không biết nó có, biết có bộ rồng ta, cứ từ từ thử đĩa, không mất gì cả. Chán thế. Lắc cộng 3 cho thêm cái này. Trừ món ăn nó lại. À không được trừ món ăn. Trừ món ăn mình không tính được. Trừ món ăn thì mình không tính được. Tính toán của mình hỏng hết. Ta chơi này đi. Rồi. Nhẫn cộng 1 này. Ngọc đen này. Nào thử cái xem nào. Thua luôn mà. Ôi, nó tách hai. Thôi rồi nó tách hai enchanter ra phí thế. Tách hai enchanter ra. Tách hai enchanter ra. Ba bốn năm tách hai chân tư ra được, được tách đôi ra. Khoan từ từ xem là có. Ôi không có áo dọc rồng ngon quá. Thế thì đơn giản, thế thì đơn giản, bỏ bớt một lạng cung đi. Đơn giản. Quá đơn giản. Tôi lại còn xuống đây nữa chứ, hợp lý thế gì. Hợp lý thế còn gì nữa. Hợp lý thế còn gì nữa. Không con pit để lên đánh đích. Không tới thế này, máy quá không tới. Ngon, hợp lý luôn. Quá là hợp lý luôn. Ui chết đấy nhờ. Con này 1.1 không chết được. Con rồng mới không chết được. Ý 500 con này. May là
con rồng đã ghép nhiều phép nhiều. Rồi hết rồi đúng không? Để hồi sinh con phượng á. Một con này. Đâu nhỉ? Hai con này, 1 2 3 4 5 đủ rồi. Để hồi sinh con Alix cả đã. Đủ hết rồi á? Ok. Vậy thì bye bye. Chỗ dễ. Game mẹ là dễ. Không lick up. Có thể cũng được, đỡ mất tiền. Để chơi không lick up được. Nhưng mà sẽ bị mất đi 1/3. Xem nào. Đủ hết quân. Không có phép. Ok, bây giờ thì con này Robin Hood. Ác thua đâu, kinh ác thua đâu. 3.000 Robin Hood 3.000. Nào kinh ác thua. Đây là gian là mất có 75 ra đây 150 xuống đây là 141 lên đây nữa thì ăn là 75 nhân 3 là 210 ấy, rẻ hơn là mình. Úi giời đấy, thành luôn này. Giờ còn bao nhiêu? 1.200. Hình như mình thấy ở đây có mấy cái thành mà đúng không nhỉ? Rồi ok, 1.200 này. Castellet này nữa. Úi giời ơi, cái thành ở đâu nhỉ? Đây còn có tướng nào? Xuống. Okay. Tí thì quên không check cầm đồ. Úi giời nhiều thế này cơ mà. Thôi vứt vứt đồ sang lại à. Một cái cũng lắc, một cái cũng có đan thừa này, nhẫn máu thừa này. Một cái này, đồ này này. Một cái mặt nạ. Đồ đẻo này, đồ đẻo này. Ôi trời ơi, một cái nữa này. Thừa một cái nhẫn máu, thừa một cái mũ này, mũ đẻo này. Cái này cũng thừa tiếp này. Rồi ok thế thôi. Đây có hòm đồ để tiếp. Đó. Bây giờ con này còn bao nhiêu nước? 1.600. Nhìn 6 hơn thôi, để con này về. Xem nào. Wister đi. Ui, lấy luôn này. Hết tới rồi, giờ đánh tướng thôi. Xem nào. Bây giờ mình đây có mấy con tướng ta? Một con trên, một con dưới. Khỏi cần nhìn cũng biết là một con chắc là tầm này. Và một con chắc là tầm này. Chắc phải con trên trước. Nhìn con trên có vẻ gần hơn tí. Có nhiều con chạy này. Đánh con trên trước đi. Ôi, nhưng mà đi đường nào?
từ cái hồ này đi sang à? À, từ cái hồ đi sang. Hades, ok. Watermoon. Wish Daddy. Watermoon. À không, hôm qua đánh áp mình phải ăn 1.000 hôm qua nhỉ. Thôi thế bây giờ ăn 1.000 thì mất ngày thôi. Về đi, quên mất phải ăn từ hôm qua. À không, bốn, ok. Ngày mai được 4.400, ok. Con này hồi về thành Watermoon, ok. Ui, thằng sẽ phun luôn này. Xem phép gì à? Có đo không? À, mắc câu đưa 4 thì lấy đâu đo, quên mất. Đang nghĩ trong đầu thiếu mỗi đo. Đang nghĩ trong đầu thiếu mỗi đo thôi. Phiêu, trời ơi, đây rồi. Không phải phải dùng sách đất nữa rồi. À quên, bên kia còn sách lửa nữa. Bên kia còn quyển sách lửa nữa nhỉ. Mang chim lửa sang cho con này đi. Đây có hai món đồ, đây có một đống món đồ nữa này. Xem có những đồ gì là. À quên. À... quên mất. Cầu nước à? Phép nước mình có thiếu cái gì không ta? Phép nước đủ hết rồi, thôi để tí nữa. Mình nghĩ có lẽ là sẽ vật phẩm nhiệm vụ. Phép nước thì đây chắc là đất gió. Xem mà xem phải đất gió không nào. Merklin. Thôi cứ đây gần thành này, mình cứ đi mình đánh thằng tướng kia trước đi, xong rồi quay lại sau nếu vật phẩm nhiệm vụ quay sau xem nào.
chắc ở bên góc bên này. Đây. Đó. Xem nào, ở dưới này à? Đây. Đi về đỗ đây. Đến đây thì còn 95 đỗ ở đây. Đó. 122 thì lên luôn đi lại còn. Chết rồi. Nhưng mà quân con nào cầm? Ôi dồi lích. Thôi xong rồi. Vẫn còn 900, đủ quay lại. Đủ quay lại. Quên thì không cho. Đây. Quên không cầm theo lích. Rồi, ok. Data Haven. Chờ mình chút xíu nhé. Ok, chúng ta tiếp tục qua. Sai cũng mùi, chúng ta chuẩn bị phải có thiên thần ấy nhỉ. Đi cùng đi. Con này tướng lại giáp đôi khi vẫn là cần. Thôi cho nó đi cùng đi. Đi cùng đi. Ma quyền này là tướng luyện giáp rồi. Cho con này ra. Con này ra nghiên cứu xem mà. Rồi, ok, con này sẽ đi nghiên cứu bốn món kia xem là món gì. Rồi, ngủ thôi. Cái gì đây? X-File Content Singer Human Soul. Nhìn quét là biết là phải điên trên này trước rồi. Nhìn quét là biết phải đi trên này trước rồi. Cứ đợi đấy, đánh mấy ông tướng theo cần quẹ lấy nhanh không gần ngay thành mình. What the? Đây có đất khác à? À, nó trên bờ chứ không nằm dưới nước à? Ồ, à trên chỗ này, thế thì nói chuyện quá gì.
Đi vẽ bản đồ cái xem nào, thằng nào xuống biển à? Ui mò game kìa. Chẳng lẽ đến đoạn cuối là lại phải dùng thiên thần? What the hell? Hay chỉ làm cho đẹp nhỉ? Mình nghĩ chắc chỉ làm cho đẹp thôi ý. Đi xuống đây xem có gì không à? Chả chỉ có tiền đâu. Vứt thế thì vứt con này qua đây mà ăn chứ tội quái gì ở đấy. Thì vứt con này ra đây mà ăn chứ tội quái gì ăn ở gì đấy nhỉ. Châu đài. Ăn hết chỗ này một tuần tổng cộng nhiều hết đấy. Amos Asmodeus. À thế thì là đúng rồi, chạy trên đúng rồi. Chạy lên trên là đúng rồi. Hai cái bẫy ẩn dã man thế. À phải đi sát vào xem mà. Thử đi sát vào xem mà. Nhà áp quân này đúng rồi, đi sát vào biển mình xoay trên bờ mà. Sáu bảy bảy năm vụt. Ôi vàng. Ôi hồi. Nốt nhiều. Thôi hết chỗ rồi, về thành thôi. Về thành ngồi chờ thôi, White the Moon này. Ngồi đây mà chờ thôi. Rồi, về thành ngồi chờ thôi, bây giờ chả phải làm gì cả. Có con này đấy, ăn hộp con này nhàn, ăn cái sướng hơn để ăn cái mỏ bên thành cấu. Từ đây đi xuống được rồi. Lại có thành à? À tướng ấy đứng trong thành à? Cứ ở trong thành là mình lại chỉ muốn nện basic cái mặt nó ấy. Cứ chiêm lửa mà làm mồi. Ông ngoài đạn bên sẽ có mặt là nhàn nhất này. À quên. Thế thì để xem con tướng này nhào đã nhỉ. Để xem tướng này tướng chính và xem con tướng này nhào xong một mình. Đây, ngó xem mà. Tới không? Không tới.
Nào, đi sắp đấy, đang muốn vẽ cái bản đồ. Rồi, ok. Không xem được, không xem được thành. Không biết con thấy mắc quên không nhỉ? Không, chả cần đâu, đứng ra đi. Tí nữa mà cần thì mắc quên thôi, thôi. À thôi, cho con đây, cho con này đứng vào đây. Đấy, mắc quên đi nốt thì. Mắc quên một cái giáp rất là kinh. Nếu biết dùng thì cái giáp của nó rất là mạnh. Ok, quên. Qua. Không đủ ngày để ăn luôn cơ mà. Nhiều thế. Vẫn không nhìn được ạ, xấu khéo thế. Xấu khéo thế. Ui, có cả dòng nghìn máu này. Khó rồi. Dòng nghìn máu. À, nhưng mà nếu qua khuôn này chắc khả năng được. Được. Easy. Cứ basic đập vào mặt nó là xong. Cứ basic đập vào mặt nó là xong thôi. Ra đây. À, xuống đây. 1, 2, 3, 4. Thôi, chạy thẳng xuống nhanh. Ăn được cái này mà mất 400 nước. Chạy ngược ra thế thì hòa. À, nhưng mà ngày thứ hai thì mình sẽ nhanh hơn đúng không? Tôi vẫn phải ra lấy cân này. Rồi, ok. Rồi, cứ bên sách cái đập vào mặt nó thôi. Rồi, con này thì không cần nữa rồi. Xem à, xem bao nhiêu quân nào. Chắc mỗi thứ 10.000. Ấy, chỉ 190. Mấy con kia chỉ gọi ôi số 4.000 mấy tần đèn. Đơn giản. Thôi quay lại thôi. Quay lại rồi. Thôi, phần này của mình sẽ tạm dừng ở đây nhé các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.